Này, cừu con, về ăn cơm, mẹ ngươi kêu ngươi kìa. Ai, không thấy trả lời gì cả. Chắc có lẽ nó đã bị lũ sói nào đó ăn thịt rồi. Phải báo chuyện này cho mẹ nó biết mới được. Cô mẹ ơi, tôi cố gắng tìm con của bà, nhưng không thấy. Chắc có lẽ chuyến này nó không về được nữa rồi. Thôi, bà đừng buồn, cố gắng lấy thêm chồng mới, rồi đẻ thêm nhiều con nữa là được thôi mà. Sao cậu lại ăn nói xả lời vô duyên như vậy chứ? Con của tôi. Tôi không cần cậu giúp nữa đâu. Cậu mau đi chỗ khác đi. Chào các bạn, tôi là khủng long T-Rex mới lớn. Mẹ của tôi từng bị lạc lên đảo hoàng này và bà ấy sinh tôi ra. Không được bao lâu thì mẹ tôi mất. Tôi lớn lên một chút, tôi sống với tất cả muôn thú ở đây. Và tôi thường xuyên giúp đỡ bọn chúng, nhưng toàn bị chửi là vô duyên thúi. Bà ơi, cho anh xin lỗi mà. Hôm qua anh uống bia ôm, mấy đứa bạn anh nó toàn ôm không à. Chỉ có một mình anh là ngồi im một chỗ, em phải tin anh. Xạo chó, xạo chó. Bà anh tưởng tôi ngu hả? Anh đi uống bia ôm, mà giờ anh không ôm mấy con cá sấu cái khác. Chứ anh vừa đó, anh làm cái gì? Này, này, đừng cãi nhau nữa. Hai người phải thấu hiểu cho nhau chứ. Lần sau cá sấu đực mà đi uống bia ôm thì cá sấu cái hãy làm trong quán bia ôm đó để cá sấu đực gọi ra. Thế là hai người ôm nhau, vừa không mất tiền mà vừa gia đình êm ấm. Mẹ kiếp, ý là mày kêu vợ tao đi làm gái phục vụ quán bia ôm đó à? Thì ra là cái con T-Rex mới lớn vô duyên này. Tao khích cho khác. Hai người không cần sự giúp đỡ của tôi thì thôi. Sao lại cắn tôi thế này? Đau quá, đau quá. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi hay giúp đỡ những sinh vật khác theo cách của tôi, nhưng toàn bị họ chửi rủa và đuổi đi không à. Hôm nay cũng như thường ngày, tôi rất buồn. Được rồi, khát nước quá, ra đằng kia uống một ít để cho đỡ khát cái nào. Trong lúc uống nước, bỗng dưng tôi nhìn thấy có thứ gì đó trôi xa xăm từ phía ngoài khơi vào trong đất liền. Là một quả trái cây màu đỏ rất lạ lùng. Tôi đang sẵn đối bụng nữa. Tôi đã ăn luôn thứ trái cây kỳ bí này. Bỗng dưng, người của tôi trở nên vô cùng nóng rát. Trời đất ơi, giống như là có một ngọn lửa đang cháy trong bụng của tôi vậy. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Hả? Trời đất ơi, con T-Rex vô duyên kia, nó bị bốc cháy rồi kìa. Mau xuống nước đi, mau xuống nước đi. Không, không, không. Tưởng rằng người của tôi đang bị bốc cháy, thế là tôi cũng lao xuống cái hồ nước ngọt khổng lồ bao quanh hòn đảo của mình. Nhưng thật không ngờ, ngọn lửa này nó vẫn cháy rừng rực trong cơ thể của tôi mặc dù tôi đang ở dưới nước. Tôi ngâm mình một hồi, nhưng chẳng thấy đỡ hơn gì cả. Thì tôi lại trồi lên. Lúc này thật không ngờ, tôi đã bị dòng nước cuốn đi ra khỏi hòn đảo mà tôi ở từ nhỏ tới lớn. Nhìn kìa tụi bay, cái hồ nước ngọt này đã mang cho chúng ta tới một món thức ăn gì kìa. Là một con khủng long to lớn. Mau xe xác lại đi. Lũ sinh vật gì mà dài thon lòn to lớn thế này? Không, không, đừng đụng vào người của ta. Tránh xa ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi hoảng loạn. Sau đó tôi hét lớn, thì người của tôi đã phun ra một thứ ánh sáng. À, chính xác hơn đó chính là lửa. Lửa của tôi đã đốt cháy lục phủ nội tạng của những sinh vật dài thon lòn dữ tợn này. May quá, thoát chết rồi. Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Chắc chắn là do tôi ăn cái thứ quả màu đỏ kỳ quái kia. Rồi người tôi bốc lửa như thế này. Tôi đã rời khỏi hòn đảo, sống từ nhỏ tới lớn rồi. Trước đây mẹ tôi trước khi mất bà ấy nói rằng tôi có đồng loại và quê hương của loài khủng long T-Rex chúng tôi nằm ở phía bắc, nhưng nơi đó rất xa và hiểm trở. Sau này khi tôi lớn đủ sức khỏe rồi thì tôi mới có thể tới đó. Vậy thì nhân cơ hội này tôi phải đi tìm đồng loại, tìm quê hương của mình. Đau quá, đau quá. Đằng kia có thứ gì đó rất lạ. Nó có một cặp sừng rất lớn, nhưng hình như nó đang bị thương thì phải. Này, ngươi có sao không? Ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Một con khủng long T-Rex lạc bay à. Nhưng tại sao người của ngươi rất lửa thế kia? Thật kỳ lạ. Ta
tầm mấy ngày hôm trước có ăn một thứ trái cây kỳ lạ màu đỏ, rồi người ta trở nên hật lửa như thế này. Hồi nãy ngươi nói bầy khủng long T-Rex, không lẽ ngươi đã từng thấy họ? Họ đang ở đâu? Không lẽ ngươi cũng đã ăn thứ trái ác quỷ đó? Nhưng trái ác quỷ của ngươi là lửa hay sao? Đúng vậy, trước đây ta từng dắt các con của mình và nhìn thấy một bầy T-Rex ở hướng bắc cách đây 100 dặm. À, hay quá, cuối cùng ta sắp tìm được gia đình đồng loại của mình rồi. Nhưng khoan, ngươi nói ta đã ăn trái ác quỷ lửa là sao chứ? Đó là một thứ trái cây do ác quỷ tạo ra. Nó sẽ ban cho bất kỳ ai ăn nó một nguồn sức mạnh. Ta và các con của mình đã chạm trán một kẻ ăn trái ác quỷ sấm sét. Hắn đã giết chết gia đình của ta. Người hãy cẩn thận. Khi đi về hướng bắc, người cần phải luyện tập chiến đấu thật nhiều để thức tỉnh sức mạnh của trái ác quỷ. Thì ra cái thứ trái cây mà tôi đã ăn đó chính là một trái ác quỷ lửa. Được rồi, giờ thì tôi sẽ tranh thủ lên đường đi tìm đồng loại của mình. Lúc này tôi bắt gặp một rừng cây ăn thịt và tôi cũng đã lao vào bọn chúng chiến đấu. Càng chiến đấu thì tôi càng hiểu về khả năng sử dụng lửa của chính bản thân mình. Tôi đã khai phá và sáng tạo ra những chiêu thức lửa mới từ siêu năng lực đặc biệt mà trái quỷ đã ban tặng cho tôi. Chiến đấu được một hồi, lúc này tôi đã tổng hợp và giải phóng một nguồn năng lượng lửa vô cùng lớn, khiến cho người tôi một lần nữa thay đổi. Wow! Wow! Trời đất ơi! Để coi thử có gì khác biệt hay không? Quỷ thần thiên địa ơi! Tôi đã tỏa ra một luồng lửa màu tím! Hay lắm! Cuối cùng thì tôi đã đạt được trạng thái mới, đúng như những lời hồi nãy con voi ma mút sắp chết kia đã bảo với tôi. Tôi lại tiếp tục di chuyển một hồi thì lại nhìn thấy những cái xác voi ma mút con. Không lẽ đây chính là những đứa con của nó? Tội nghiệp quá, sao bọn chúng chết một cách thảm thương như thế này? À đúng rồi, hồi nãy voi ma mút mẹ nói một kẻ nào đó đã ăn trái ác quỷ sấm sét giết bọn họ. Khốn kiếp, khốn kiếp! Kẻ nào to gan dám xâm nhập vào lãnh địa của chúa trời ta đây? Hả? Sao tên kia giống mình vậy? Không lẽ đó là đồng loại của mình? Không, hắn chỉ hơi giống mà thôi. Hắn là loài khủng long khác. Nhưng người hắn đầy sấm sét. Thứ rác rưởi này, thấy ta sao không quỳ xuống? Thấy ta sao không kính nữa? Người có muốn chết chung với lũ voi con kia không? Khổ kiếp, thì ra người đúng là kẻ đã tàn sát gia đình mẹ con của những con voi ma mút kia. Khốn kiếp, vậy thì ta sẽ thay mặt mẹ con họ báo thù. Ta có nghe nhầm hay không? Người muốn giết chết chúa trời à? Điều đó thật là không thể. Nhưng ta vẫn cho người thấy được sức mạnh của ta trước khi ta kết liễu người. Hãy nhận lấy sự trừng phạt của chúa trời nè. Tình khốn kiếp này, hắn rất mạnh. Hắn ăn trái ác quỷ sấm sét này thật là lợi hại. Hèn chi mà gia đình của voi ma mút khổng lồ kia cũng không tài nào chịu nổi. Cũng may tôi đã ăn trái ác quỷ lửa. Người của tôi toàn là nguyên tố lửa nên một phần nào cũng chịu được sát thương. Không được rồi, tôi phải kết thúc hắn sớm, nếu không hắn sẽ hạ tôi mất. Tôi nhanh chóng sử dụng toàn bộ sức mạnh ở cái trạng thái mới này và dồn vào miệng của mình. Sau đó tôi phóng hết một ngọn lửa cực mạnh xuyên thấu vào nội tạng của hắn, đốt cháy trái tim của hắn. Hay quá, thành công rồi. Nhanh lên nào, sắp tới chỗ đồng loại gia đình của mình rồi. Tôi tiếp tục di chuyển về hướng bắc, đi được khoảng 99 dặm nữa, cuối cùng tôi cũng đã tới nơi. Nhưng khoan, gia đình của tôi, những con khủng long tìm đây ra đây bị gì thế này? Sao lại máu me tùm lum nằm một cục thế này? Không, mau tỉnh dậy đi, tôi khó khăn cực khổ lắm mới tìm về đồng loại mấy người đó. Chạy đi, giữ lại nồi giống tiêu đen của chúng ta. Chạy đi, cách xa nơi này,
sự đau khổ, cung cực khi thấy đồng loại tôi gặp cảnh tượng như thế này, khiến con tim tôi tan nát. Lúc này, tôi hát lớn và lại giải phóng một nguồn năng lượng. Những lần này kinh hoàng hơn những lần trước, nhưng cũng chính nhờ đó giúp tôi thức tỉnh một loại sức mạnh trái ác quỷ mà tôi đang sở hữu. Wow! Wow! Nhìn tôi to lớn lên gấp bội và vô cùng nguy nga lộng lẫy. Mẹ kiếm, kẻ nào, kẻ nào, sức mạnh của kẻ nào ghê gớm thế này, làm cho đất trời trở nên đen mịt sấm sét khắp mọi nơi. Cái giọng nói đó không lẽ là của con ác quỷ đã giết chết loài T-Men của mình? Khốn kiếp, nó đang kia đến đó và cho nó một bài học thôi. Cuối cùng ta đã đợi người tới đây. Đúng như những gì ta đã nghe nói, một con T-Rex đã ăn một cái ác quỷ lửa. Nhưng ta không ngờ người đã thức tỉnh nó đến trạng thái cuối cùng. Cái gì chứ? Người giết chết hết gia đình đồng loại của ta, là muốn dụ ta tới đây. Rốt cuộc người còn gì ở ta? Ta muốn giết chết người, lấy lại nguồn sức mạnh của trái ác quỷ lửa đó. Bởi vì ta thích nguồn sức mạnh đó. Nhưng thật không ngờ nó lại không đến với ta, lại đến với một thứ rác rưởi như ngươi. Vậy thì ngươi đừng bao giờ có được nó. Ta sẽ sử dụng nó để giết chết ngươi, thứ ác quỷ bẩn thỉu. Tôi cũng nhanh chóng tập trung hết toàn bộ năng lượng và sức mạnh của lửa trong người của mình ở trạng thái thức tỉnh cuối cùng này và đàn áp lên người của con ác quỷ khổng lồ kia. Nhưng dường như nó không có điểm yếu các bạn à. Sau đó tôi vòng ra sau lưng nó, tôi phát hiện được những cái xúc tu bất thường của nó. Tôi cắn vào những cái xúc tu đó và kết quả những cái xúc tu đó bị phá hủy. Nó trở nên đau đớn. Thì ra chính những cái nơi này là nhược điểm của nó hay sao? Đau quá, đau quá. Dừng lại đi. Cuối cùng thì tôi cũng đã báo thù được cho đồng